Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em ơi đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sao trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em không hề xa em đâu để mãi che trái tim đau. Không còn tương lai em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em lại khóc? Có đang để buồn đâu? Tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc sẽ qua thật mau. Vì sao em phải khóc này? Có đang để buồn đâu? Dầu kề môi em nốc thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Oh yeah. Đó. Ủa gì vậy? Này là gì? Em nhắm lắm. Dễ thương. Lại lần nữa chị ơi. Mở nhạc lớn lên. Thôi, nhạc vừa nhỏ không nghe gì. Đây em mở tay cái cỡ này là bắt đầu là em cài đặt 3 giây nha đợi chứ nha. Đâu chứ đâu đủ 3 người không? Đủ 3 người. Không biết tên này tên mới hả? Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.